Tôi chào mừng các bác quay trở lại với một video tiếp theo. Và ngày hôm nay thì em đưa đến cho các bác về một cái dòng sản phẩm mới nhất mà bên em đang cập nhật. Một trong những mẫu kéo cắt cành trên cao mà được rất là nhiều bác ưa chuộng, với một cái thương hiệu rất nổi tiếng, đó là dòng kéo Bút Đi. Dòng kéo này thì đến từ Đài Loan các bác nhé. Đấy, cùng với một thương hiệu nữa mà bên em đang cung cấp cho các bác tới từ Đài Loan, đó là dòng kéo Santa. Thì với cái mẫu Bút Đi này cũng là một cái thương hiệu rất nổi tiếng, thì em muốn gửi đến toàn thể các bác, giới thiệu thêm cho các bác về mẫu kéo này. Và mẫu kéo này thì nó có duy nhất một kích cỡ là 3 mét thôi nha các bác nhé. Một kích cỡ duy nhất là 3 mét. Thân thì sẽ sử dụng thân hợp kim nhôm nên là nó rất là nhẹ. Đây, chữ Made in Taiwan nằm ở đằng trước này. Trục sẽ bằng trục sắt rất là to này, với thương hiệu Bút Đi này. Đấy, các bác nhìn này, thương hiệu Bút Đi nó gắn liền ở trên thân rồi. Các bác muốn sử dụng thì các bác mở chốt cho em này. Với cái mẫu kéo mới này ấy, thì khi mà các bác sử dụng, nó không có lò xo trợ lực. Nó cũng là một cái nhược điểm, thế nhưng nó cũng là một cái ưu thế. Vì nếu mà không có lò xo thì các bác sử dụng nó sẽ có độ bền hơn. Vì lò xo thì nó sẽ bị giãn theo thời gian. Còn không có lò xo thì các bác cắt thoải mái, cắt đến hàng chục năm vẫn vô tư nhá. Đấy, thân bằng hợp kim nhôm. Và chiều dài chưa rút ra của cây kéo Bút Đi này, nó sẽ dài là 1m8 các bác nhé. Còn nếu mà tổng chiều dài rút ra được hết thì nó sẽ là 3m nha các bác nhé. 3m. Cách sử dụng thì các bác mở chốt này, sau đó thì các bác tăng đến cái chiều dài mà các bác mong muốn. Đây này, nó sẽ có 1, 2, 3, 4 và 5 lỗ nhỏ. Đây là em đang chốt đến mức kịch cỡ là chiều dài sẽ là 5m. Đấy, các bác cùng em tìm hiểu đến phần lưỡi nha. Đây là phần lưỡi kéo Bút Đi, đây nó vẫn còn dầu rồi này. Nhìn cái ốc của nó rất là chắc chắn, vít cực kỳ to ở đây. Đây, đây là phần lưỡi cắt này, còn bên này là phần lưỡi kẹp hoa quả. Đấy, lưỡi kéo này sẽ là sử dụng chất thép SK5. Đấy, màu đen, đó là một trong những cái chất thép chịu lực rất là tốt. Và riêng đến cái phần lưỡi là cái phần cắt trực tiếp thì cái lưỡi của nó sẽ được sử dụng cái phần thép trắng. Đấy, thép trắng thì nó sẽ tạo độ sắc, còn thép đen thì nó sẽ tạo độ cứng. Đấy, nó sự kết hợp rất là hoàn hảo. Và bây giờ thì em sẽ cắt thử một nhánh cây. Đấy, các bác nhìn thấy này, các bác sẽ thấy cái cành cây nó được cắt rất là ngọt. Và hơn thế nữa thì nó có thể giữ luôn được cái cành cây đó. Đấy, đồng nghĩa với việc là khi mà các bác hái hoa quả trên cao thì nó sẽ giữ được những cái trái hoa quả trên cao mà không bị rơi nhá. Cái điều đấy là điều rất là quan trọng khi mà các bác mua một chiếc kéo như thế này. Tính năng chính của nó, khoảng bằng một ngón tay này, ngón tay này cũng được. Các bác cứ bằng một ngón tay này các bác có thể cắt được nhé. Đấy, với một kéo Bút Đi này. Một kéo này thì nó nổi tiếng và thiên về độ bền. Đấy, độ bền. Độ bền và cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái độ sắc bén của mẫu này. Chính là hai cái điểm mạnh nhất để tạo lên cái thương hiệu Bút Đi. Thì bên em sẽ có một cái mẫu Bút Đi hàng cao cấp này. Kèm theo nữa là các bác có thể mua bộ đôi, đó là chiếc kéo cầm tay của Bút Đi này, cũng rất là nhiều hãng và mẫu nào cũng rất là đẹp các bác nhé, cực kỳ đẹp luôn. Với cái thương hiệu Bút Đi này, ở đây thì tà bìa các bác có thể nhìn thấy chữ Made in Taiwan. Đấy, và dòng này là dòng 3m này, chưa rút ra sẽ là 1m8 này. Đấy, thì lưỡi cưa đây sẽ là một chiếc lưỡi cưa đi kèm nhé các bác nhé. Đây là có một cái lưỡi cưa đi kèm màu trắng, lưỡi cưa rất là sắc để các bác có thể hỗ trợ cưa những cái cành cây trên cao mà khi mà các bác không có thể cắt được thì các bác hãy dùng cưa lắp vào. Cách lắp cưa thì các bác nhìn đây này, em sẽ hướng dẫn các bác cách lắp cưa luôn. Chặt quá ở đây nhá các bác nhìn này, nó có một con ốc ở đây, các bác chỉ cần xoáy cái con ốc này ra thôi này. Đấy, xoáy con ốc này ra vào đó, sau đó các bác đặt cái phần lưỡi cưa vào như này. Đây là có mấy con ốc, các bác đặt cái phần lưỡi cưa vào, sau đó các bác xoáy ốc vào. Thế như thế này thôi là các bác có thể sử dụng một lưỡi cưa cưa những cái cành cây, nhánh cành ở trên cao. Đấy, đấy là những cái công năng chính của cây kéo cắt cành hái quả trên cao với cái thương hiệu Bút Đi nổi tiếng này. Thì rất là mong sẽ được các bác ủng hộ và các bác có thể cập nhật những thông tin mới nhất về mẫu kéo này.
Và mẫu này thì bên em đang chào hàng đến toàn thể các bác, giá sẽ là 890.000 đồng, miễn phí ship vận chuyển các bác nhé. Đấy, một thương hiệu nổi tiếng gửi đến toàn thể các bác, cây kéo cao cấp này. Và hẹn gặp lại các bác trong những video clip tiếp theo.